Bơi nữa đó Tài. Bà ngoại thấy con thích bơi hơn con đó nè ngoại nha. Nói chay, bà ngoại thích bơi hơn mẹ chay ha. Thích bơi nhưng mà có cái biết gì không? Là miếng nghe nè, mỗi lần bơi xong lên gọi đầu. Coi chừng. Đúng rồi đó, chán nhất là mỗi lần bơi xong phải lên gọi đầu lại. Biến chứ bà. Đây đồ ăn của chay nè cô chú nè, cái này là grilled cheese nè. Đó, bánh mì sandwich rồi có cheese vô nướng giòn lên thấy không, rồi thêm một cái cheese stick rồi apple juice rồi apple sweets, cái này là giống như là cơm á, cơm của táo á, cái người ta xay sinh tố qua vậy đó. Hai chị đi, come here sweetheart, come here. Ở đây con, đây con kia qua kiến rồi, con qua kiến rồi. Ờ con cảm ơn ba chưa hả? Con cảm ơn ba không ăn đó hả? Ăn cái gì con ăn, con ăn cái gì con ăn, hay là apple juice của con nè. Ngon không? Bàn này sao rung rinh dữ hả chay, bàn này rung rinh quá ha. Giờ tới lượt chay ăn đó cô chú. Well worth it. Take a bite right in the center. Rất là ngon luôn á con, ăn đi con. I like the bread. It's a really good thing. Ba nói ngon là ba thích là con thích đó. Con rồi. Trời ơi, ăn cheese kéo dài ghê không? Đã chưa cô chú? Ôi, đất ơi. Cái gì vậy con? À, cái chữ Merry Christmas. À. Ăn xong đi mình đi, không có gì nôn quá đó mẹ, mình đi tới đây tới tối luôn. Ok con ăn xong đi rồi thôi, mẹ thấy nếu mà con ăn giỏi thì mẹ sẽ suy nghĩ về cái chuyện đó. Ok, nếu mà con ăn không giỏi là con là mẹ không có suy nghĩ về cái chuyện đó đâu. Nó lần kia nó thấy đồ chơi, trời ơi ba nó kêu nó ăn này, nó nói không con để con sẽ để dành cái này lại con ăn sau sao sao. You have to ba nói con thử thì con phải cắn thử đi. Look at all this tea. Yummy on cheesy belly. Trời ơi lấy giấy cuốn lại, giờ nóng lấy giấy cuốn lại. Thấy ngon chưa ngoại? Phô mai kéo sợi đó ngoại. Ngoại ăn thử miếng đi ngoại. đưa cho ngoại. Đi cho ngoại à, kêu ngoại. Very good. Ba mà còn nói ngon kìa. Dài dữ vậy. Chơi đi ăn nè cô chú ơi. Ăn ngoan lắm á cô chú ơi. Mà cô chú ăn chưa? Mà giờ cô chú ăn. Ăn cái khác thì ăn cái khác, có hôm mai kéo dài ra luôn. Nó để lại đó. Ủa. 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 Biết làm hài nhất à. Hài như cái hài hoài luôn, ăn rồi nó cũng được. Sao khi cô y? Hả? Là sao khi cô y? Là sao nó lại đây? Dạ sao khi cô y? À mấy người ta ăn vậy hả? Ôi trời ơi. Đây. Nó đầy quá đó. It's okay, Katie. We have napkins. Oh, she has napkins in hand. Accidents happen. Hôm nay ai quay gần cho cô chú coi, lâu rồi không quay video gần, toàn quay video xa bơi không ha. Ai quay gần cho cô chú coi. Con gái của cô chú nó lớn tới mức độ nào. Nè, bà cô chú thấy kỳ lớn rồi. Ngon. Trời ơi, đất ơi, đã. Chùi tay vô khăn giấy nha. Cái gì? Chùi vô quần áo hả?
Dùng quần giáo hơi dơ, quần áo làm sao? Con cắn một cái miếng này này, take a bite of this. Daddy, look, look. I'm so proud of you. If you finish that, we'll get you some dessert. Oh. Daddy, over there. I know yeah. It's over there, but... Không, ăn cái này, ăn cái này, ăn cái này, ăn cái này. If you don't finish that one, that's half a piece, I'm not going to give you any ice cream. Nóng lấy giấy quấn rồi. Kêu giấy xuống để còn cắn giấy. Bà kêu nó ăn này, nó không chịu ăn, nó nói để nó ăn cái kia. Thấy kéo phô mai đó, trời ơi. Wow. Kéo ra. Kéo phô mai, kéo dài ra. Dữ. Cô chú thấy chạy ăn mà cô chú thèm luôn á. Nhai miệng kỳ ha. Bánh kem ở đâu rồi ta? Đây bánh kem đây nè. Bánh kem. Yeah. Daddy, you wanna go buy some dessert? You should have bought some dessert and she's going to My mom wanna eat some ice cream. Me too. Để nó ăn xong rồi mẹ cho mình ăn kem là nó khỏi ăn đó hả? Chưa ăn kem chưa? Không vậy thôi, quậy không ăn. Ăn hết đi, ăn hết kem đi. Đúng rồi, ăn hết cái bánh này với cái kem. You better get her to eat if you want ice cream. Nó bài đó, mà bà quậy có bài không á? Bỏ xuống liền. Nó muốn ăn. Nghe kem bỏ xuống liền. Dễ sợ quá. Yes, sir. Của người chi bằng yes, sir. You know me? I'll eat all the crust and you just eat the salad. No. Ba nó ngồi cũng thèm. Cây nó, ba ăn dùm nó. Cảm ơn. Đó, rồi con ăn, con phải ăn hết cái này nha. Ăn hết cái này. That's disgusting. Sao vậy? You eat it and then actually eat it. Rồi, thấy chưa? See, nó ba nó ăn rồi, nó không chịu ăn vô cái miếng đó. Anh ba nó uống cái nước ba nó uống. À nghe gì đâu. She pay you back. When she drink the water, you don't drink it. So when you take a bite, she not gonna eat it. I took the water because your back washes right into the water. No, so not all the time. Not all the time. Just once in a while. So. Cô chú bên này là coi tận cảnh chay đã luôn nè. Hết nóng rồi con lấy miếng giấy ra để chú con cắn giấy, con ăn giấy luôn. I can't eat that because I can't eat anymore because I'm now. Thôi nó nói về cái miệng nó đau quá, nó không ăn được gì hết. Mời phải cho hả miệng bự. Vậy là không ăn được kem luôn, cái miệng đau ăn được kem. Được không? Rồi không ăn được kem luôn, nghỉ ăn kem luôn. Thì em mua con với no, mẹ. No, I said no, I don't work. Không work làm sao? I'm Jesus after school. Không, phải ăn hết mới được ăn kem. Phải nghe lời nó. Quá. Mời phải hả cái miệng ra rồi lại coi có đau gì cả. Coi nghe. Nghe lời nào. Cắn môi chứ gì, cắn môi, cắn miệng chứ gì. Con. Nước dưới trong khe ngọc không ăn em ở ngoài nè. Táo. Nước táo ngoài nữa. Ăn hết cái đi mày cho kem. Cố lên. Đội áo hồng, cố lên. Ăn nó ăn là có một đội đội tiễn ngồi á hả? Cổ vũ á con chú. Cổ vũ còn hơn đá banh nữa. Ngồi coi nó ăn còn hơn coi đá banh nữa, nó là biết rồi. Wow. Ừ, dữ quá. Ăn nhai cái miệng ngậm lại. Thẳng nhìn thẳng. Katie, eat your grilled cheese sandwich. Almost done, she's almost done. Thẳng nhìn thẳng. Thẳng này, chân không phải nè. Không có nhìn viên, không có nhìn viên.
bỏ vô nhai hết luôn. Nè nè, bỏ vô nhai hết luôn. Bỏ nhai đi.